Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Chiều hướng y khoa mới với chủ đề Phương cách áp dụng thở tỉnh thức để nuôi dưỡng thân tâm, giải trừ tật bệnh với bác sĩ Huỳnh Trần Milan do Nguyễn Thành Công thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa bác sĩ, bác sĩ vừa nói qua những cái sự tác dụng rất là kỳ diệu của cái việc bảo quản hơi thở trong vấn đề phòng bệnh cũng như là chữa bệnh vậy thưa bác sĩ có quá khó khăn để mà cho mình thực tập cái phương cách bảo quản hơi thở không bác sĩ xin bác sĩ cho biết một vài cái phương cách để cho khán thính giả có thể áp dụng cho cái đời sống của họ. Thì mình nói đến hơi thở thì thường thường mọi người nói thì ai cũng thở, có gì lạ đâu. Thì thở cho đúng là mình phải thở cho sao cho sâu và cho dài, thở vô cho sâu. Mình nếu thể đếm 1, 2, 3, thở ra cho dài thì mình có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình phải thở cho đều mà mình phải chú ý đến hơi thở, tức là đem cái um, chú ý về hiện tại. Thì khi mình thở vô thì mình biết là mình đang thở vô. Khi mình thở ra thì mình biết mình đang thở ra để mình trở lại đến hiện tại. Khi mình muốn bắt đầu tập thở tỉnh thức á thì mình Lan khuyến khích mọi người tìm một cái nhóm ở gần mình để tập chung với nhau để mình có thể ngồi 15 phút nửa tiếng mấy một tuần tập một lần cũng được trong y học thấy là mỗi người mình á, trong một ngày mình có thể có đến năm năm chục đến bảy chục ngàn cái ý thức khác nhau tức là khoảng trong một phút mình có thể đến 3 đến bốn chục ba bốn năm chục ý thức khác nhau tức là cái đầu mình như là quyến phim nhưng mà nó cứ chiếu hoài mà không biết ai đang chiếu phim thì mấy cái ý thức mình có trong một ngày năm đến 70 chục ngàn cái ý thức đó là phần đông là ý thức mình có ngày hôm qua rồi hay ngày trước đó mình quên sống đi hiện tại thì hơi thở tỉnh thức để trở lại thì ai chúng mình chỉ có hiện tại thôi thì mình trở lại đến bây giờ để mình sống cho tỉnh thức thì milan tập uh, milan tập uh, thở tỉnh thức có hai cách Uh, trong y học thì nói là mình nên bỏ thì giờ tập thở tỉnh thức khoảng 30 triệu phút một ngày uh, mà Milan biết cái đó rất khó mình ngồi yên một chỗ ba phút một ngày cũng khó vậy không với lại bên này ai cũng bận hết thì Milan khuyến khích mọi người là tập thở có thể bỏ ra năm 10 phút buổi sáng trước khi đi làm mình dậy sớm một chút để mình ngồi mình theo dõi hơi thở rồi trước khi đi ngủ ban đêm mình có thể cũng bỏ ra 5-10 phút thở, rồi trong uh, hoạt động trong ngày á thì mình bao giờ cũng cố gắng trở về lại hiện tại. Milan thì mỗi lần uh, nghe tiếng phone ring á thì Milan thở vô để mình trở lại về hiện tại. Hay là khi lái xe mà ngừng lại đèn đỏ là một dịp để mình trở lại về hơi thở ở vùng hoa Tình đốn thì đi kẹt xe rất nhiều thì milan nghĩ đó là những dịp để mình có thể tập được thở tỉnh thức thì là một cái cách mình có thể hành dụng trong mỗi ngày trong cuộc sống của mình thì milan biết về thở tỉnh thức cũng gần ba chục năm rồi hồi học ở đại học milan có học lớp thở tỉnh thức nhưng mà cái đó là một cái tập thôi Uh, thì Milan không có là là perfect là mình chỉ có ngày nào mình cũng cố gắng practice tức là bữa sáng khi Milan ngủ dậy thì Milan bỏ dành khoảng 5 phút mình ngồi 50 phút ngồi theo dõi hơi thở rồi sau đó khi Milan đi uh, đánh răng cũng biết mình đang đánh răng chứ đầu mình không có suy nghĩ gì khác hết rồi nếu mà khi tắm thì mình cũng mình cũng thấy sung sướng để được có nước nóng để tắm tại có nhiều người khi tắm mà cái đầu óc mình suy nghĩ tùm lum tùm la thì có khi mình tắm có cả chục người trong buồng tắm với mình vậy không à, thì mình nên tắm tỉnh thức để mình thấy cái uh, sung sướng trong cái hiện tại thì khi mình tập thở tỉnh thức thì mình thấy cái gì cũng Uh, hạnh phúc cái gì cũng đem mình đầy hạnh phúc được giống như hồi trước Milan nhớ là hồi uh, Milan qua Mỹ hồi 9 tuổi uh, năm 1976, thì uh, ba mẹ có chợ dẫn đi chợ thì lần đầu tiên vô chợ ở Hoa Kỳ thấy sung sướng nhẽ sợ thấy trái cây là táo là có năm loại táo Milan thích ăn trái táo lắm uh, nho cũng ba bốn loại nho rồi đồ ăn là cả phòng đầy hết uh, bây giờ milan lên tập tỉnh thức hiện tại bây giờ milan lên đi chờ mới cũng thấy rất sung sướng tại sao đồ ăn đầy như vậy mỗi lần milan lên thở mới cũng thấy sung sướng là ở đây thở vô mình được thở cái khí hậu rất trong sạch mỗi lần milan lên rửa chén mới lại cũng thấy sung sướng là có nước được rửa chén mình có thể rửa được chén sạch sẽ à, mỗi lần milan lên trước khi vô phòng khám bệnh à, trước khi mở phòng vô thì My Lan ngừng lại thở vô thở ra để mình biết là mình bây giờ đang trước mặt người bệnh đó để My Lan có thể nghe hiểu họ cho rõ thở tỉnh thức rất hay là khi mình thở như vậy mình có thể để ý những cái gì đẹp trên đời à, như là sáng nay Lan lái xe tới đây á, thì thấy mặt trời lên thấy màu của mặt trời rất đẹp có màu vàng, màu tím, màu cam. Rồi Minh Lan có thể nghe chim hót, rồi nghe tiếng cười của trẻ em. Khi mình sống như vậy, sống hiện tại, thì mình thấy bao giờ mình cũng có đầy điều kiện để sống vui vẻ, sống hạnh phúc. Thưa bác sĩ, thông thường trong phương diện y khoa, khi người ta mắc bệnh thì người ta chữa trị. Và chữa trị khi xong bệnh là coi như là xong. Nhưng mà cái phương cách mà uh, thở trong tỉnh thức như bác sĩ nói nó cũng chỉ cần trong một cái giai đoạn để mà chữa trị cái bệnh người ta hay sao hay là làm sao mà để nó cho nó có thể có hiệu quả để mang lại không những là chữa bệnh mà có thể mang lại được thêm cái sự an vui cho con người ta trong cái cuộc sống xin bác sĩ cho dạ. biết vậy cái thở tỉnh thức là uh, một cái tập mình có thể uh, áp dụng mỗi ngày mỗi giây phút mình còn sống là có thể thở tỉnh thức. để sao mà làm thở tỉnh thức ở hiện tại là tại một cái thói quen, một thói quen đó làm cái trí mình nó um, rõ sáng hơn, rồi tâm mình nó yên hơn, trí tâm mình nó dịu. thì khi mà mình sống mà mình hạnh có trong lòng hạnh phúc á, thì cả gia đình cũng được hưởng. tại mình hạnh phúc thì mấy người trong gia đình cũng thấy cũng rất sung sướng. Um, My Lan muốn kể cái chuyện là My Lan có một uh, bà ngoại Bà ngoại mất hồi 92 tuổi á, Thì uh, bà uh, rất hiền, rất tốt Thì mấy năm sau trước khi mất Thì trí bà không còn tốt nữa Nhưng mà tâm bà vẫn còn rất sáng Là mình tới gần bà vẫn mời mình ăn Hay là muốn... Uh, hát cho mình hay kể chuyện thì khi cái tâm mình như vậy thì tại vì mình sống đời, thở hiện tại á thì cái tâm mình khi cái trí mất rồi thì cái tâm mình vẫn um, dịu và tốt thì người xung quanh mấy người xung quanh ai cũng vẫn muốn tới gần mình thì cái tập thở tỉnh thức rất cần thiết Milan ở trong trong gia đình Milan có ba đứa con trai thì Milan cũng tập cho À, ba cháu tập thở tỉnh thức thì trong gia đình tối nào sau khi ăn tối thì gia đình cũng ngồi khoảng 10 15 phút để thở à, thở với nhau thì à, đứa con trai thứ nhì Milan nói là à, mỗi lần nó bị căng thẳng trong trường học thì bây giờ nó biết cách thì nó chỉ ngồi rồi thở tỉnh thức thì nó thấy khỏe rồi làm bài tốt hơn Yeah. Thưa bác sĩ, nếu mà quý, quý vị khán thính giả cần tìm hiểu thêm về sự quan trọng của hơi thở, có thể nào xin bác sĩ cho một vài tài liệu để mà khán thính giả có thể tìm hiểu thêm không thưa bác sĩ? Mình có thể coi trong internet có nhiều website mấy cái website Milan thích thì là mindfulnesssolution.com. Um, hay là ở Washington DC thì có một nhóm của bà Tara Brock tarabrock com cũng tốt um, có một cái lớp mindfulness mà tao dạy uh, online on the internet mà không tốn tiền là gọi là mindfulness com có một ông bác sĩ Huỳnh Văn Thanh ở Hawaii ông là bác sĩ ung thư ông cũng dạy lớp uh, thở tỉnh thức trên internet thì mấy đó mấy cái đó mình có thể post được um, có mấy cái app có thể download xuống iPhone như là ở trong quân đội mình um, có cái app gọi là We To Relax hay là Mindfulness Training có app Insight Time Headspace, Stop Breathe and Think and Calm. Thì mấy cái app đó thì có thể download đến iPhone để mình có giờ nào rảnh thì mình có, có thể tập thở tỉnh thức cũng được. Uh, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Huỳnh Trần Milan rất mong bác sĩ có cơ hội trở lại với chương trình để tiếp tục uh, cung cấp với quý khán giả những hiểu biết y học cần thiết để gìn giữ sức khỏe bảo vệ niềm vui trong cuộc sống. Yeah. Cảm ơn uh, khán giả SBTN chúc khán giả được đầy hơi thở sâu và dài và được hưởng những uh, hạnh phúc của những giây phút thở tỉnh thức cảm ơn khán giả kính chào anh công nguyễn thành công xin kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới năm mới sắp đến năm mới sắp đến vườn mai vàng florida sẽ phục vụ quý khách từ a đến z vườn mai vàng florida chuyên cung cấp cây ăn trái và cây kiểng bonsai đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng để đón mừng xuân mới chỉ 30 đồng trở lên là quý khách có một cây mai trưng trong ngày Tết hoặc khai trương cửa tiệm. Xin quý khách vào trang nhà mai vàng florida com hoặc gọi số 941-301-9251, 941-301-9251. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750 kính thưa quý vị đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Quý châu xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.